tự tuyên bố đã đạt được quả vị viên mãn vô thượng bồ đề tự tuyên bố đã chứng được vô thượng bồ đề và đã thành phật rồi thành tội đại vọng ngữ họ chưa chứng được phật quả nhưng nói rằng đã chứng những người thông minh có nói những lời ngu muội như vậy không nói mình đã đạt được quả vị mà mình chưa đạt được chỉ có những kẻ ngu si mới làm như thế trong quốc gia dân chủ ta có thể nói rằng mọi người đều có thể trở thành tổng thống cả đúng vậy mọi người đều có khả năng để trở nên một vị tổng thống nhưng điều ấy không có nghĩa mọi người là tổng thống phải qua cuộc tuyển cử mới thực sự trở thành tổng thống không thể nói suông rằng mọi người đều là tổng thống, thế thì ai là tổng thống, ai là phó tổng thống? Giống như điều đang nói ở đây, nếu quý vị không bao giờ đi học, không biết cả chữ ký của mình thì làm sao quý vị trở thành tổng thống được? Cũng giống như việc thành Phật, nếu quý vị không tu tập, không trải qua 6 năm tu tập khổ hạnh ở núi tuyết, hoặc 49 ngày thiền định dưới cội cây bồ đề, nếu quý vị không có một ngày với nỗ lực công phu tu tập như thế, làm sao mà thành Phật được, tưởng điều ấy quá dễ, đó thật là một thứ vọng tưởng điên cuồng thành tội đại vọng ngữ ngoại đạo tà ma sau khi chiêu cảm nghiệp báo chấm dứt sẽ rơi vào địa ngục vô gián sau khi chiêu cảm nghiệp báo ngoại đạo tà ma chấm dứt sau khi ma nghiệp do anh ta chiêu cảm lấy quả báu đã hết sẽ rơi vào địa ngục vô dán mạng sống của loài thiên ma cũng sẽ đến lúc kết thúc đến lúc ấy anh ta sẽ đọa vào địa ngục vô dán các hàng thanh văn duyên giác không thể tiến lên được nữa khi hàng định tánh thanh văn hay định tánh duyên giác lầm chấp về tánh giác tuy họ sẽ không bị đọa vào địa ngục nhưng họ sẽ không thể nào tiến xa được nữa trên đường tu đạo họ không thể tiến bộ hơn được nữa kinh văn Nhữ đẳng tồn tâm, bình như lai đạo, tương thử pháp môn, ư ngã diệt hậu, truyền thị mạt thế, phổ linh chúng sinh, giác liễu tư nghĩa, vô linh kiến ma, tự tác trầm nghiệt, bảo tuy ai cứu, tiêu tức tà duyên, linh kỳ thân tâm, nhập Phật tri kiến, tòng thủy thành tựu, bất tao kỳ lộ. Việt dịch các ông nên chú tâm giữ gìn đạo như lai sau khi như lai nhập diệt hãy đem pháp môn này truyền dạy trong đời mạt pháp khiến cho tất cả chúng sanh hiểu rõ nghĩa ấy đừng để ma tả kiến tự gây ra chướng nạn giữ gìn và từ bi cứu giúp tiêu trừ hết các tà duyên kiến khiến thân tâm được vào tri kiến phật từ khi bắt đầu cho đến thành tựu không bị lạc vào đường tẽ giảng dạ, các ông nên chú tâm giữ gìn đạo như lai các ông a nan các vị đại bồ tát đại a la hán đại tỳ khưu các vị đại trưởng lão và những vị khác trong hội chúng nên chú tâm giữ gìn đạo của như lai các ông nên trân trọng thừa sự những lời như lai đã truyền dạy sau khi như lai nhập diệt hãy đem pháp môn này truyền dạy trong đời mạt pháp hãy truyền dạy pháp môn trong kinh thủ lăng nghiêm này đó là pháp môn nhĩ căn viên thông hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình cho đến khi tự tánh hòa nhập vô thượng đạo truyền dạy pháp môn viên thông cho chúng sanh trong đời mạt pháp vào thời mạt pháp, các ông phải truyền dạy pháp môn này cho chúng sanh hàng ngày, khiến cho tất cả chúng sanh hiểu rõ nghĩa này, dạy cho chúng sinh hiểu được một cách rõ ràng pháp tu này, đừng để ma tà kiến tự gây ra chướng nạn, đừng để cho tự chính mình gây ra chướng nạn tà kiến của thiên ma ngoại đạo nơi mình. Ma có hai loại, kiến ma và kiến ái ma kiến ma là khi hành giả gặp cảnh liền bị xoay chuyển bởi cảnh giới còn khi hành giả gặp cảnh sinh tâm yêu thích ham muốn cảnh ấy đó gọi là kiến ái ma quý vị đừng để cho chúng sanh bị rơi vào các chướng nạn bởi hai loại ma cảnh này giữ gìn và từ bi cứu giúp tiêu trừ hết các tả duyên kiến giúp chúng sanh giữ gìn và từ bi cứu giúp tiêu trừ hết các nhân duyên tả kiến ấy, hàng phục cho được tâm điên đảo và tâm cuồng si, giúp họ đoạn trừ tà chi tả kiến ấy, khiến cho thân tâm chúng sanh nhập vào chi kiến Phật, từ khi bắt đầu tu tập cho đến khi thành tựu, không bị lạc vào đường tẻ. Đừng để cho họ bị lạc vào những con đường tẻ khi đi trên con đường tu đạo chân chính.